Đồ gỗ Linh Ngư xin trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Hiện tại chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại cơ sở sản xuất đồ gỗ đồ thờ Linh Hương, chuyên sản xuất các loại mặt hàng liên quan đến đồ gỗ đồ thờ. Và trong video clip lần này, Linh Ngư xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sập thờ Mai Điểu chất liệu hoàn toàn bằng gỗ hương đá, làm theo đơn đặt hàng của gia đình chú Lành ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thì hiện tại đang là buổi chiều của ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Thì chúng tôi vừa kịp hoàn thiện xong phần mộc bộ sập thờ Mai Điểu chất liệu hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng vừa kịp hoàn thiện xong phần mộc. Thì chiếc sập thờ này thì là đơn đặt hàng của gia đình chú Lành ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thì theo yêu cầu của chú là chiếc sập thờ này của chúng tôi làm chân vuông 24, cao 1m17, sâu 1m07 và dài 2m17, dạ tiền dạ ngang dày 5 phân, khuôn mặt dày 5 phân và ván mặt là dày 2 phân đậu, hàng đục hoàn toàn thủ công bằng tay. Cổ là chúng tôi làm cho chú cổ dày 3 phân, chắp nổi lên để đục. Và chú đặt chúng tôi một chiếc bàn cơm cao 47, rộng 61 và dài 1m27, hàng chất liệu hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Thì hiện tại đang là buổi chiều của ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Thì chúng tôi cũng vừa kịp hoàn thiện xong phần mộc. Thì chúng tôi quay video clip này trân trọng gửi đến chú cũng như giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sập thờ Mai Điểu chất liệu hoàn toàn bằng gỗ hương đá do cơ sở Linh Hương chúng tôi sản xuất. Thì vào những đường nét chi tiết của chiếc sập thờ Mai Điểu của chúng tôi ngày hôm nay, thì trước mặt quý vị đây là chiếc dạ tiền dày 5 phân, chắp nổi kênh bong lên để đục cho chú là 12 phân. Thì hàng chúng tôi đục kênh bong rất là sắc nét, thì hoàn toàn là thủ công bằng tay nhá. Các bạn đang thấy trước mặt đây, đây là chất liệu là bằng gỗ hương đá đấy. Thì hiện tại đang là buổi chiều của ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Thì chiếc sập thờ này là đơn đặt hàng của gia đình chú Lành ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thì chú đặt chúng tôi thì hôm nay là chúng tôi cũng đã kịp hoàn thiện xong phần mộc rồi đây. Thì chúng tôi quay video clip này trân trọng gửi đến chú. Thì trước mặt quý vị đây là chiếc dạ tiền của chúng tôi, hàng đục hoàn toàn thủ công bằng tay. Dạ tiền dày 5 phân, chắp nổi kênh bong lên là đục là 12 phân. Đây, hoàn toàn là thủ công bằng tay. Chân là chân vuông 24 liền khối. Hàng cơ sở chúng tôi đảm bảo hàng trần trọi, không dập, không rác, không mối mọt, không nứt nắng. Đây, rồi quay phần hông cho quý vị xem này. Đây là phần hông của chúng tôi. Hàng cũng là hàng dày 5 phân, đục cũng hoàn toàn thủ công bằng tay nhé. Hàng rất là đẹp. Khuôn mặt là dày 5 phân và ván mặt là dày 2 phân đậu. Đây các bạn đang thấy trước mặt đây, đây hoàn toàn là những thớ vân tự nhiên. Thì chúng tôi mới chỉ xong phần mộc thôi. Rất là dày dặn. Khuôn 5 ván 2. Tôi sẽ quay vào bên trong cho quý vị xem được rõ hơn đây. Đây các bạn đang thấy trước mặt đây. Hàng của tôi làm cho chú là hàng 9 thang bài hắn. Cổ là cổ đông, dày 3 phân. Đục chắp nổi lên cho chú, rất là đẹp. Không có một tí tì vết gì. Chân vuông 24 liền khối. Đang thấy trước mặt đây. Hàng của tôi làm rất là kỹ. Đây phần hông của chúng tôi đây. Dạ tiền dạ ngang dày 5 phân, khuôn mặt 5 phân và ván mặt là dày 2 phân đậu. Chân là vuông 24 liền khối. Rất là đẹp. Và đây là chiếc bàn cơm của chúng tôi. Chiếc bàn cơm cao 47, rộng 61 và dài 1m27. Đây, các bạn đang thấy đây. Chúng tôi chọn cho chú một chiếc ván là rất là vân. À, chúng tôi chọn rất là kỹ đây. Rất là đẹp. Hàng cao 47, rộng 61 và dài 1m27. Chất liệu là hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Một trong những bộ sập thờ có thể nói đang rất được nhiều quý khách ưa chuộng hiện nay. Thế đây, tôi sẽ quay phần cổ đục đây. Đây cổ là chúng tôi chắp lên để đục cho chú đây. Giữa là một chiếc cuốn thư, hai bên là hai con long hóa chầu nhau.
hàng rất là đẹp. Thì nếu như có quý vị nào đang có nhu cầu về những bộ sập thờ mai điểu chất liệu bằng gỗ hương đá như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Linh Hương chúng tôi theo số điện thoại 0979876444 hoặc 0987023214. Cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Cơ sở chúng tôi nằm tại làng nghề Mộc La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và cơ sở chúng tôi vẫn đang nhận hoàn thiện lắp đặt tại nhà quý vị và các bạn. Thì cơ sở chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 100 km. Và nếu như vận chuyển vào khu vực phía Nam thì cơ sở chúng tôi sẽ chịu chi trả 50%. Còn 50% cước phí thì quý khách hàng sẽ phải chi trả. Và kèm theo đó là cơ sở chúng tôi sẽ tặng kèm quý khách hàng một chiếc tam cấp để bắt hương như thế này và một bộ đũa thờ như thế này. Thay cho lời cảm ơn thì vì quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như ủng hộ cơ sở Linh